cái dấu hiệu nào để nhận biết là bị hen phế quản ạ? Các cái triệu chứng của bệnh hen phế quản đó là ho, khò, khè, tay tái lại nhiều lần, và ước tính quy định thì là từ 3-4 lần trong một năm. Và đặc điểm của ho là hay xảy ra về đêm gần sáng, ho tăng sau khi gắng sức, ví dụ như ở trẻ em là sau khi vận động, hoặc là sau khi khóc to hoặc cười to, hoặc là sau khi em bé hờn dỗi chẳng hạn, đó thì đấy là những cái hoạt động gắng sức thì em bé có thể lên cơn ho và cơn hen. Và đặc biệt mà các bạn hay gặp đó là ho xảy ra khi mà thời tiết thay đổi. Mà rất là nhiều người nói rằng là dị ứng thời tiết, nhưng thực tế thì nó không phải là dị ứng thời tiết. Đặc biệt nữa là bởi vì 80% nguyên nhân hen phế quản là liên quan đến yếu tố dị ứng. Mà yếu tố dị ứng là có tính chất là di truyền gia đình, cho nên là hay gặp ở những gia đình có tiền sử mắc bệnh dị ứng. Ví dụ như là trong gia đình bố mẹ hoặc anh chị em ruột mắc các bệnh, ví dụ như là viêm kết mạc dị ứng này, viêm mũi dị ứng này, hoặc là viêm da cơ địa, hoặc là mề đay này, hoặc là hen phế quản, thì nguy cơ là em bé đó có khả năng là bị hen phế quản. Vừa rồi bác sĩ Hương cũng có chia sẻ và nhấn mạnh đến cái yếu tố thời tiết đối với những bệnh nhân bị hen phế quản, đặc biệt là ở trẻ em. Thì có phải là cứ vào mùa lạnh như thế này thì những bệnh nhân bị hen phế quản sẽ tăng lên, hoặc là có sẽ phải đối mặt với nhiều những cái cơn hen hay không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Cái phần câu hỏi của bạn cũng rất là bác sĩ Hương hay gặp trong cái quá trình mà thăm khám các bệnh nhân. Bởi vì các bố mẹ hay có một câu mà rất là cửa miệng ạ, đó là con em bị dị ứng thời tiết, con em cứ thời tiết thay đổi là con em bị ho khò khè, viêm phế quản. Nhưng thực tế thì về mặt khoa học thì không có dị ứng thời tiết, mà là thời tiết nó là yếu tố thuận lợi để cho các cái điều kiện, yếu tố kích thích hen tăng sinh và phát triển. Ví dụ như là thời tiết thay đổi thì là yếu tố thuận lợi cho virus nó tăng sinh và phát triển chẳng hạn. Cho nên cái mùa này các em bé của chúng ta rất là hay bị nhiễm virus. Đó, bên cạnh đó nữa thì cái điều kiện là thời tiết cũng làm thay đổi thì cũng làm cho các yếu tố kích thích dị ứng cũng tăng sinh và phát triển lên. Đặc biệt là người ta nghiên cứu thấy rằng là 80% bệnh nhân hen phế quản có liên quan đến yếu tố mặt nhà. Mấy con mặt nhà đấy nó ở các cái khe kẽ chăn ga, gối đệm, giường chiếu. Thế thì cứ mùa đông này là gia đình bỏ các đồ ví dụ chăn ra này, hoặc là áo len, áo lông ra này đó, thì ở trong đấy là cái ổ chứa mặt nhà nó, và cho nên các em bé hít phải em bé sẽ lên cơn hen. Thì đấy là tại sao cứ thời tiết thay đổi mà các con của chúng ta hay bị cái triệu chứng hen.